tôi đã bảo là tôi không muốn lấy cô rồi. Sao cô cứ ép tôi thế nhở? Không phải là ép, mà bây giờ mọi thứ cũng đã xong hết rồi. Anh không cưỡng lại đâu. Mà anh nên chấp nhận đi. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng mà hôn nhân mà không có tình yêu thì cũng chỉ như cầm tù thôi. Tôi không muốn lấy cô. Chỉ cần tôi yêu anh là đủ rồi. Cái đám cưới này ấy, cả hai bên cùng có lợi mà. Mà môn đang hộ đối như vậy thì anh làm sao từ chối được. Là cô à? Biết rồi. Chuyên môn đấy. Mà chúng tôi đang trên đường đến đây. Cứ như tôi sắp xếp đây. Tôi muốn cái đám cưới này thôi. Hôm nay hai con đến đây để cử hành hôn lễ, chính thức là vợ chồng của nhau. Chú rể Vũ Sang, con có đồng ý lấy cô dâu Hải Vi làm vợ của mình hay không? Anh trả lời đi, không người ta chờ kìa. Anh yêu. Đùa anh hôm nay nói vậy. Rõ ràng là tôi khóa anh Sang vào rồi cơ mà. Tại sao lại... Tôi nghĩ là cô thôi được rồi đấy. Tại sao cô lại ép một người đàn ông không yêu cô về làm chồng của cô? Anh ấy cũng có quyền tự do của mình mà. Mày thì biết cái thá gì. Này, mày có biết là trong cái giới nhà giàu, người ta không cần đến tình yêu không? Người ta chỉ cần tiền thôi. Mà anh Sang về ở với tao ấy, chắc chắn là sẽ có tình cảm thôi. Còn bây giờ tao hỏi mày, anh Sang đâu? Mày đưa anh Sang đi đâu rồi hả? Đưa anh Sang vào đây! Tôi không nói. Tôi không biết anh Sang ở đâu cả. Mà kể cả tôi có biết ý, tôi cũng sẽ không nói cho cô biết đâu. Vì tôi đã mất công dàn dựng nên kế hoạch này để giải cứu cho anh ấy, nên tôi sẽ không nói cho cô đâu. Mà tôi nói cho cô biết luôn này, cô làm như thế chỉ ép buộc được anh ấy thôi, chứ còn tâm hồn của anh ấy sẽ không ở cạnh cô đâu. Cùng là phụ nữ với nhau, tôi khuyên thật nhá, cô nên có tự trọng của mình đi. Mày có câm mồm không? Mày biết tự trọng là cái gì? Tự trọng chả là cái khỉ gió gì hết. Tao nói cho mày biết, tao ấy nhất định sẽ tìm được anh Sang ở đây để làm hôn lễ với tao. Còn mày, mày thích xíu vào chuyện người khác đúng không? Được rồi, tao sẽ bắt mày phải trả giá. Bà Mai, bà Mai đâu? Bà Mai! Tôi đây. Có chuyện gì thế? Chuyện cái gì? Bà nhìn đi, ai đây hả? Tôi hỏi là con trai của bà đâu? Tại sao cô ta ở đây? Bà định đem tôi ra làm trò cười đấy à? Không phải đâu cô Vi. Chắc là có sự hiểu lầm nào đấy ở đây đấy. Mà tôi tưởng là cô đã khóa nó với cô rồi cơ mà. Làm sao mà tôi biết được? Chắc chắn đây là mấy người giở trò với tôi rồi. Bây giờ bà đi tìm con trai của bà về đây nhanh lên. Nhanh lên! Thôi được rồi, bây giờ tôi sẽ đi tìm nó về đây ngay cho cô. Đảm bảo hôn lễ vẫn diễn ra bình thường. Cô cứ bình tĩnh nhá. Tôi cho bà đúng một tiếng rồi đấy. Nhanh lên! Đi ra rồi, nhanh! Buông tôi ra! Đi vào đây! Đi ạ! Này! Cô làm cái gì đấy? Tao sẽ nhốt mày ở đây, để xem có ai đến cứu mày không? Này! Cô giam giữ người như thế là bất hợp pháp đấy nhá! Cô cứ làm đi, tôi không sợ đâu! Mày dám thái độ với tao ấy à? Mày có biết tao là ai không? Mày có biết gia đình tao như thế nào không? Tao ấy sẽ bắt mày phải trả giá! Tôi chả cần biết gia thế của cô thế nào cả. Còn tôi gì? Tôi chỉ là người vô gia cư, không nơi nương tựa, nên tôi không sợ cô đâu. Mày! Còn tôi chỉ cần biết là người đàn ông kia rất khổ sở khi phải cưới một người như cô, cho nên anh ta đã bỏ ra một số tiền lớn để thuê tôi về và giúp anh ta thoát khỏi cô đấy. Cái gì? Này cô gái, tôi có 100 triệu. Tôi cần cô phá đám cưới này, rồi số tiền này sẽ thuộc về cô. Anh bị điên à? Tôi tuy nghèo thật đấy, nhưng tôi không làm mấy cái chuyện thất đức đấy đâu. Cầm tiền của anh để đi phá đám cưới của một người khác á? Chịu. Mà này, người ta gây thù chuốc oán gì với anh mà anh phải làm đến nước đấy à?
cô đừng có lo. Không phải đám cưới của ai cả, mà là đám cưới của chính tôi đây này. Cái gì? Anh thuê người khác về để phá đám cưới của chính mình á? Là sao? Bởi vì tôi không muốn lấy cô ta. Cô ta kinh khủng lắm. Tính cách thì thô bạo, mồm miệng thì độc địa, lại còn thích dùng thủ đoạn nữa. Tôi không thể sống cả đời cùng với cả cô ta được. Tưởng chuyện gì? Thế thì anh không muốn lấy cô ta, anh cứ từ chối thẳng thừng luôn. Sao mà phải vòng vo như thế? Tôi nói rồi, nhưng mà nào cô ta đồng ý chứ. Cô ta còn lôi chuyện hai gia đình tôi đang hợp tác một dự án lớn ra để ép tôi. Nếu như mà tôi không đồng ý tổ chức hôn lễ này thì cô ta sẽ bảo gia đình rút hết vốn khỏi công ty tôi. Như thế là công ty gia đình tôi sẽ gặp khó khăn. Vậy nên bố mẹ tôi mới ép tôi tổ chức hôn lễ này. Nhưng mà tôi không thể đánh đổi hạnh phúc của mình được. Tôi không muốn lấy cô ta. Ra là thế à? Được không được? Tôi không đồng ý đâu. Cầm tiền để đi phá hạnh phúc của một cô gái, thật đức lắm. Tôi không làm nữa rồi. Anh đi thuê người khác làm đi. Cô không định nhận số tiền này thật à? Hay là cô chơi ít? Vậy thì 200 triệu hay là 300 nhá. Tôi đã nói là tôi không làm. Mời anh đi chỗ khác để tôi còn nhặt rác. Đi đi. Thì anh ta nói với mình là thật à? Cưới con gái đại gia thì mặt phải tươi cười chứ. Đằng này lại không nở nổi một nụ cười. Xem ra anh ta thật sự đau khổ. Không được, mình phải giúp anh ta. Ta dám làm như thế với tao à? Được rồi, tao ấy sẽ không để cho mày yên đâu. Cứ chờ đấy. Này, tôi nói đến thế rồi mà cô vẫn không chịu hiểu ra vấn đề à? Bây giờ cô cứ lấy một người mà không yêu cô ấy thì cái người bất hạnh sẽ là cô đấy. Mày có câm mồm không à? Mày biết cái gì mà mày nói? Cái loại vô gia cư như mày ấy sẽ không bao giờ hiểu được nhà giàu nó sẽ như thế nào đâu. Mày thích xí vào chuyện người khác đúng không? Được rồi, tao sẽ cho mày trả giá cho tất cả những gì mày đã gây cho tao. Để tao xem có ai mà đến cứu một đứa vô gia cư như mày không. Đi vào trong đây. Cô, mở cửa ra. Mở cửa ra. Trông chừng nó cẩn thận đấy. Không cho nó ra ngoài. Mở cửa ra. Mở cửa ra. Mình thông minh thật đấy. May mà mình trốn vào trong phòng của mẹ, chứ mình mà trốn vào trong phòng mình ấy, kiểu gì cũng bị tóm gọn ngay. Ôi. Mẹ đang làm cái gì vậy? Sao tự nhiên lại thu dọn đồ đạc nhỉ? Bà định làm gì đấy? Cuộm hết số tiền đấy rồi bỏ trốn đấy à? Bà định để tôi ở lại xoay sở cái đống giang dở mà không có chú rể đấy à? Đâu có. Tôi đang gom tiền ấy để thuê người tìm thằng Sang về mà. Cô đừng có sốt ruột, cứ về đợi đi nhá. Đợi á? Bà định để tôi đợi khi nào? Đợi khi mà con của tôi trong bụng ấy nó lòi ra mà không có bố đấy à? Cái gì? Cô ta có bầu rồi á? Hả? Sao bà mang một cái đống tiền đấy bà bỏ trốn? Có đúng thế không? Bà làm như thế mà được à? Thì đúng là tôi nhận tiền của cô để ép thằng Sang nó cưới cô thật. Nhưng mà lỗi đi có phải là của tôi đâu.
Chẳng phải là do tính khí của cô khiến thằng Sang nó sợ rồi nó chạy mất dép không? Mà cô đã khóa nó được rồi mà để nó lại trốn mất ý, thì không phải là lỗi của tôi, cô hiểu không? Mà tôi cũng nói cho cô biết nhé, lấy người không yêu mình ý, thì không có hạnh phúc đâu. Thế bố đứa bé là ai? Này, không phải lên đời để dạy dỗ con này nhá. Tôi còn đang không biết là bố đứa bé là ai đây. Tôi không cần biết bà làm cách nào, bà phải đi tìm được thằng con trai của bà về đây để làm đám cưới với tôi. Tôi không thể nào mà sinh con ra mà không có bố được. Với cả, nếu như mà bố tôi biết chuyện này, chắc chắn là ông ta sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà. Nếu mà bà không tìm được đứa con trai của bà về đây thì tôi sẽ phanh phui tất cả mọi chuyện của bà và âm mưu của bà ra đấy. Là bà không phải là mẹ ruột của chủ tịch tập đoàn Ham rồi. Và bà cũng đang có ý định là thủ tiêu con trai của bà, đúng không nào? Cái gì? Không phải mẹ ruột, mà chỉ là mẹ kế. Ừ đấy, tôi không phải là mẹ ruột của thằng Sang đấy, thì đã làm sao? Chẳng phải là từ khi mẹ nó mất ý, một mình tôi đã nuôi dạy nó nên người từng ấy năm cơ mà. Không có công sinh ý, thì tôi cũng có công dưỡng, nó cũng không trách tôi đâu. Công dưỡng á? Này, công dưỡng của bà là bà nuôi anh ta đến khi mà anh ta lớn, đủ quyền thừa kế tài sản, là bà cho anh ta ngỏm luôn đấy à? Bà đừng có tưởng là tôi không biết. Sao cô? Trước khi mà ký hợp đồng với bà ấy, tôi tìm hiểu rất kỹ về bà rồi. Làm gì có bà mẹ ruột nào mà lại mang đứa con trai của mình ra để bắt cưới một đứa con gái có chửa nhưng mà lại chửa một người đàn ông khác được hả bà Mai? Bà với tôi ấy, suy cho cùng thì cũng cùng mục đích thôi. Khi mà tôi lấy anh ta về hưởng được hết lợi lộc rồi thì tôi cũng sẽ thủ tiêu anh ta luôn. Còn bà sẽ nhận được một mớ tiền. Lúc đấy thì không phải là có lợi hơn à? Chứ không phải là mang một ít tiền này mà cuỗm đi, nó không đáng bà Mai ạ. Nhưng mà tôi cũng đã tìm khắp nơi khắp chỗ rồi, không thấy chứ không phải là tôi không muốn tìm. Tôi cóc cần biết bà làm cách nào. Bây giờ bà phải tìm được đứa con trai của bà về đây để cưới tôi. Còn ấy, tất cả những ai mà phá đám cưới của tôi sẽ không để yên đâu. Cả cái con danh kia nữa. Bây giờ tôi sẽ đi xử nó trước. Còn bà đi tìm con trai của bà về đây, không thì đừng có mà trách tôi. Cô không được động vào cô ấy. Mấy người không cần phải tìm tôi nữa đâu, tôi ở ngay đây này. Sao anh lại ở đây ạ? Hóa ra là con trốn ở đây à? Bảo sao mẹ tìm mãi mà không thấy. Anh ơi, dù sao thì anh cũng ở đây rồi, bây giờ bọn mình quay lại làm đám cưới tiếp nhá, chứ không mà lỗi giờ đẹp. Đi. Đám cưới á? Đến giờ phút này rồi mà cô vẫn còn muốn làm đám cưới với tôi à? Tôi đã nghe được hết câu chuyện của cô và bà ta rồi. Cô muốn cưới tôi để chạy bầu, còn bà muốn gả tôi cho cô ta rồi đổi lấy một mớ tiền chứ gì. Xong rồi, hai người có ý định thủ tiêu tôi đúng không? Đừng có hòng nhá. Hóa ra anh nghe thấy hết mọi chuyện rồi à? Đúng vậy, tôi đã biết được lý do vì sao cô nằng nặc đòi lấy tôi rồi. Tôi nói thật nhá, cô giấu được bây giờ chứ không giấu được cả đời đâu. Vì sĩ diện của mình mà cô mang hạnh phúc của người khác ra làm lá chắn, như thế là thất đức đấy. Tôi khuyên cô về nên nói thật với bố cô đi. Còn bà, tôi đã coi bà như là mẹ ruột của mình, hiếu thảo với bà, thế mà bà lại làm như thế với tôi à? Hả? Sao bà lại lỡ làm như vậy? Không phải vậy đâu con, mẹ lúc nào cũng yêu thương con mà. Nhưng mà tất cả là âm mưu của cô ta ép mẹ phải diễn theo. Chứ mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Không, bà đừng có nói những lời như thế, tôi thấy ghê tởm bà lắm. Thôi, dù sao ấy, anh biết hết mọi chuyện rồi. Ừ đấy, tôi cưới anh để chạy bầu đấy. Thế nhưng mà anh vẫn phải cưới tôi thôi. Còn nếu không ấy, tôi sẽ rút hết vốn ở công ty của anh ra để tôi xem anh xử lý như thế nào. Cô đừng có mà dọa tôi, tôi không sợ đâu. Tất cả những lời mà cô vừa nói tôi đã ghi lại ở đây làm bằng chứng hết rồi. Nếu như cô rút vốn khỏi công ty tôi thì tôi sẽ gửi tất cả bằng chứng này lên công an để xem lúc đấy ai mới là người sợ ai nào. Anh cố nặng thật đấy. Được lắm, được rồi, để tôi xem anh cưới được ai ngoài tôi không nào. Ai cũng được, miễn không phải là cô. Anh con ơi, con đừng đi, đừng bỏ mẹ mà con. Tôi với bà ấy, từ bây giờ không còn quan hệ gì hết. Tôi nể tình bà đã chăm sóc tôi bao nhiêu lâu nay nên tôi sẽ không kiện bà ra tòa. Thế
nhưng mà tôi không muốn nhìn thấy mặt bà nữa. Bà hãy dọn đồ và cút ra khỏi nhà tôi ngay. Con ơi, con đừng đi mà, con tha thứ cho mẹ đi nhá. Kìa, Sang. Này, cô có sao không? Tôi xin lỗi cô nhá, vì tôi mà cô đã bị đối xử như thế này. Thôi, tôi thì có vấn đề gì đâu. Nhưng mà này, sao anh quay lại làm gì? Nhỡ cô ta bắt anh làm đám cưới thì sao? Không sao rồi, tôi đã tìm được bằng chứng. Thế nên là cô ta không thể ép tôi được nữa. Cô cứ yên tâm đi. Tốt, thế là may quá rồi. Nhưng mà còn đám cưới của anh thì sao? Đám cưới vẫn phải diễn ra chứ. Và tôi cần một cô dâu. Em có muốn làm cô dâu của tôi không? Tôi á? Một người vô gia cư như tôi lấy một giám đốc như anh ấy hả? Đúng vậy. Tôi muốn khẳng định rằng hôn nhân không phải cứ muôn năm hộ đối, mà phải xuất phát từ tình yêu thương. Ngay từ lần đầu gặp em, anh đã thực sự thích em rồi. Em có thể cho anh một cơ hội được không? Anh sẽ trả em bằng cả một cuộc đời này.